Sám văn: vì sao có chúng sinh tay chân cong vẹo, què quặt, lưng gù, chân thọt, tứ chi lạc lìa, không thể cầm nắm, đi đứng bất tiện? Phật đáp: do đời trước làm người độc ác, đặt hung khí phá cầu đường, làm bẫy hại chúng sinh, đào hầm, đào hố, gieo hoạn nạn tai ương cho chúng sinh, vì ác nghiệp ấy nên bị như vậy. Vì sao có chúng sinh bị ngục tốt trói, đeo gông, hành tội thống khổ? Phật đáp: vì đời trước họ giăng bẫy, chài lưới, đánh bắt chúng sinh, hay giam nhốt lục súc, hoặc làm kẻ cai trị dân mà cậy thế, ỷ quyền hành hạ ức hiếp người, tính tham lam ưa vơ vét, nhốt hại kẻ vô tội, khiến người lương thiện ôm oán hận không biết kêu ai. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: trước đây tôi từng kể chuyện một người do nuôi chim mà vô duyên vô cớ bị tù 3 năm. Chính vì giam cầm chúng sinh mà bị báo ứng. Cho dù bạn giam vật trong lồng vàng cho chúng ăn ngon, thì cũng là làm trái quy luật sinh sống tự nhiên của loài vật. Còn có người lợi dụng mình đang có quyền lực, bắt nhốt người vô tội, hoặc bắt lầm, phán tội lầm, tạo ra oan ngục, tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận, nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn: lại có chúng sinh điên cùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn: kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo. Xin kể một chuyện phát sinh vào năm 1992. Trước lồi sau gù. Ông Đường là cục trưởng ty thuế vụ thành phố T. Ông sinh ra trước ngực sau lưng đều có khối thịt bự, tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến hỏi chúng tôi nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy. Quả Lâm hỏi: phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán làm ăn buôn bán? Cục trưởng gật đầu đáp phải. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống như kẻ nghèo. Quả Lâm lại hỏi: có phải mới đầu trong nhà bán thức ăn? Cục trưởng đáp: đúng vậy. Quả Lâm giải thích: thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền. Hành động này cực kỳ trái lương tâm. Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế. Song đáng tiếc là ông dở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa,
Có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác quả của hành vi cân lượng bán thiếu trong khi giao dịch mua bán. Cục trưởng cười bảo, quả thật em nói không sai mảy may. Cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng khối u sau lưng lại to. Nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn, tương tự như khi cân lén bỏ ra thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình. Nhưng phụ thân của huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay trên thân huynh? Như vậy chẳng phải là quá bất công sao? Quả Lâm đáp, bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp cân gian bán thiếu giống y như thân phụ hiện thời. Đây gọi là đồng nghiệp chiêu cảm. Phải biết gieo nhân sao thì gặp quả vậy. Huynh vốn có phúc sâu, được thông minh hơn người, song tự làm thì tự chịu. Nhờ phúc đời trước chưa cạn nên mặc dù mang thân tàn tật, huynh vẫn được sống một đời y thực phong nhiêu đầy đủ. Cán cân thiên địa xưa nay rất công bằng. Hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì, ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo. Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn. Cái này gọi là ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu. Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thật tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng. Xin kể ra để quý vị rõ lý, hại người là hại mình. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường. Không những chỉ có thế mà khởi ý khinh khi người cũng là tự hại mình. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan anh tuấn mỹ lệ, tài giỏi siêu quần, nhưng họ lại sinh con ngây ngốc hoặc tàn tật. Vì sao họ bị cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ có không ít người vào lúc được thời đắc ý đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật. Khi bạn cười chê người là gieo nhân, bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi ưa chê cười người thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này. Ha ha ha,